Mến chào các bạn quay trở lại kênh Daily IS. YouTube là một trang web có những tập hợp tài khoản kỳ dị và những video đáng sợ. Có nhiều video và nhiều kênh phổ biến bao gồm những tên tội phạm có thật, những kẻ lừa đảo, họ có những hiện tượng kỳ lạ. Đôi lúc bạn lướt trên YouTube, bạn bắt gặp rất nhiều điều thú vị, những nội dung khó hiểu, thậm chí có những kênh chứa những video với nội dung bí ẩn kỳ lạ và không giải thích được. Sau đây mời bạn đến với video 5 bí ẩn khó hiểu đáng kinh ngạc nhất trên YouTube. Hãy bắt đầu nào! Số 5. Nana 825763. Nana 825763 là một kênh YouTube Nhật Bản tải lên những đoạn video lạ lùng và đáng lo ngại về những lỗi khó hiểu, thậm chí là hình ảnh người giả hoặc là búp bê trần truồng. Nội dung bị cắt xén không rõ ràng, kèm theo là những hình thái nghệ thuật kỳ dị, có lúc yên tĩnh và có lúc vui nhộn. Video nổi bật nhất là chủ tài khoản này tự khám phá ngôi nhà của họ đã bị bỏ hoang sau một trận bão. Các bức tường, tầng nhà, sàn nhà bị hư hỏng nặng, ngôi nhà u ám. Nó được chứa nhiều mảnh vỡ và xà bằng, thậm chí kinh khủng nhất còn có những vết máu rải rác khắp nhà. Ngôi nhà là một mê cung huyền bí, không có điểm kết thúc với các hành lang giống nhau kỳ lạ. Đây cũng là một trong những video khám phá ngôi nhà bỏ hoang đáng sợ nhất trên YouTube. Số 4. Web Driver Tosu. Web Driver là một kênh YouTube đã tải lên hàng chục nghìn video bí ẩn từ khi nó thành lập đến nay. Các video này liên quan đến hình chữ nhật có màu sắc xanh lam và màu đỏ và những tiếng bíp tùng tự kỳ lạ được phát trong vòng 10 giây. Có những lời giải thích khác nhau giữa cộng đồng mạng trên thế giới. Một số cho rằng những đoạn video này là những đoạn video bí mật được chia sẻ giữa các cộng đồng tình báo dưới dạng mã số hoặc mật mã gì đó. Những người khác cho rằng có thể là cuộc sống ngoài trái đất cố gắng liên lạc với chúng ta. Một số những tờ báo lớn trên thế giới cố gắng liên lạc với chủ sở hữu kênh Web Driver, nhưng tất cả những gì họ nhận được cũng chỉ là một sự im lặng. Số 3. Beblerfox. Beblerfox là một tài khoản YouTube tải lên các video về tình dục hoặc đồ chơi kích thích tình dục và thường là bạo lực. Anh ấy đăng tải lên những video kinh dị và rùng rợn trên YouTube. Đáng sợ là sự liên quan cái gì đó với một kênh YouTube khác, đó là kênh The Orange Citrus. Các video của Beblerfox thường xuyên tham chiếu Orange hoặc thậm chí đã sử dụng hình tượng của cô ấy cho một số mục đích gây lo ngại. Ví dụ như dán hình ảnh khuôn mặt của cô ấy vào một hình khỏa thân khác và tìm cách để cho cô ấy biết rằng anh ấy đang theo dõi cô ấy. Số 2. Seventy Broad. Seventy Broad là một người dùng YouTube. Anh ấy đã bị cáo buộc về tội giết người sau khi anh ấy đăng tải một loạt video với nội dung là anh ta thú nhận về một số vụ do chính anh ta giết người. Trong đó có một cuộc điện thoại mà anh ta có thể kết nối trực tiếp với các thám tử Internet. Các video này đã thu hút sự chú ý của người dùng YouTube ở Anh vào tháng 10 năm 2016. Seventy Broad tuyên bố rằng video này chỉ là một trò đùa, nhưng ít nhất nó không thể xóa bỏ những thiệt hại mà ông đã làm cho danh tiếng của mình. Số 1. The Fan Cop 2. Kênh YouTube The Fan Cop 2 đã được đăng tải từ tháng 1 năm 2011. Kênh này thu thập và đăng tải hàng trăm đoạn video, khoảng 1 phút hoặc vài chục giây từ các bộ phim và chương trình truyền hình nào đó. Phần lớn là những đoạn video cho thấy nữ cảnh sát bị đe dọa hoặc là bị giết chết một cách dã man. Đôi lúc bạn lại tự hỏi tại sao họ lại làm như thế này. Có vẻ như là một trò đùa hoặc một sở thích kỳ quặc, ngoại trừ chủ sở hữu kênh YouTube này bị có vấn đề nặng về tâm lý hoặc bị bệnh tâm thần. Trên đây là video 5 bí ẩn khó hiểu đáng kinh ngạc nhất trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Daily AZ. Hy vọng bạn không tiếc một like và cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách share cho bạn bè của bạn. Và bạn nhớ nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.